Sau nhiều năm theo đuổi công việc người mẫu, Thu Hà được đánh giá là gương mặt vedette trên sàn catwalk ở Hà Nội. Thu Hà cũng đạt được thành tích đáng nể trong sự nghiệp của mình, đó là top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2008 và các giải thưởng người mẫu. Đối với nghề nghiệp của Hà thì vóc dáng khá là quan trọng, bởi vì để giữ được một cái hình thể đẹp, để giữ được vị trí của mình trên sân khấu cũng như là giữ được vị trí của mình trong ngoài xã hội, thì không những thế mà Hà nghĩ rằng là tất cả chị em phụ nữ cũng vậy, ai cũng cần phải có một cái vóc dáng thật đẹp để họ có thể tự tin hơn, để khi đi làm việc cũng như đi giao tiếp họ cảm thấy thật hài lòng và thoải mái với cả chính bản thân mình. Ngoài kỹ năng trình diễn, có không ít người tò mò về bí quyết gìn giữ vóc dáng lý tưởng của Thu Hà. Đã có một thời gian thì Hà đã lên tận 65 cân. Lúc đấy thì Hà cảm thấy rất hoang mang vì chưa đến một thời điểm nào mà Hà nặng như thế. Khi đi diễn thì mọi người bảo sao body Hà lại như vậy. Rồi các nhà thiết kế cũng kêu ca tại sao lại Hà béo như vậy, không thể mặc vừa đồ của họ nữa. Sau một thời gian thì Hà phải rất cố gắng tập luyện và rất kiên trì. Nhưng ngoài ra thì Hà còn thêm một bí quyết nữa là Hà đã sử dụng viên nang thanh quả áo đình. Hà sử dụng cái viên nang này, Hà cảm thấy nó rất hiệu quả. Và đến giờ phút này thì Hà đã giảm được 7 cân. Hà cảm thấy rất hài lòng về cái thân hình của mình khi đi diễn cũng như là trên sân khấu thì Hà cảm thấy tự tin hơn. Viên nang áo đình, một trong những bí quyết mà siêu mẫu Thu Hà nhắc đến, đó chính là một phương pháp giảm cân từ thảo dược, an toàn và hiệu quả. Áo đình gồm các thành phần thanh quả, chám trắng, lá sen, hoa cam đắng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các thành phần này có hiệu quả tăng cường chuyển hóa lipid, làm tan các khối mỡ thừa và vẫn không ảnh hưởng đến sự hấp thu các chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời bổ sung các nguyên tố vi lượng giúp cơ thể giảm cân nhưng khỏe mạnh. Theo danh y Tuệ Tĩnh, trong thanh quả có chứa các nguyên tố vi lượng, vitamin C, lá sen có tác dụng giải nóng, ổn định gan, giảm mỡ. Cơ chế giảm cân của áo đình khoa học, hiệu quả và an toàn, hiệu quả từ 1 đến 2 tuần sử dụng. Hơn nữa, các thành phần của áo đình còn mang lại hiệu quả đẹp da cho chị em phụ nữ. Khi sử dụng viên nang thanh quả áo đình thì Hà cảm thấy nó thực sự hiệu quả trong 1 đến 2 tuần. Và Hà cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm này, da rẻ của mình nó hồng hào và nó làm cho mình khỏe hơn, không có tác dụng phụ gì như là chán ăn, mệt mỏi gì ấy. Thì Hà cảm thấy cái sản phẩm này rất tốt và rất phù hợp với tất cả chị em. Ngoài ra thì nó làm cho Hà tự tin hơn rất nhiều khi đi biểu diễn. Thì Hà cảm thấy thực sự vui và hài lòng khi đã chọn cái viên nang này. Không chỉ có riêng Thu Hà mà rất nhiều chị em phụ nữ sau khi sử dụng áo đình đã có cùng chung một cảm nhận. Rõ ràng là việc giảm cân, hơn nữa là giảm cân khoa học đúng cách sẽ giúp cho mỗi chị em phụ nữ thành công hơn, thành đạt hơn trong cuộc sống và sẽ trở thành người phụ nữ thời đại.